chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Sau hơn thập kỷ tranh cãi, dự kiến cuối năm nay, Bộ Giao thông Vận tải sẽ hoàn thiện đề án phê duyệt chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam để báo cáo Bộ Chính trị. Từ năm 2005 đến năm 2010, Chính phủ đã giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư để nghiên cứu dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Nghiên cứu được thực hiện bởi Liên danh Tư vấn Việt Nam-Nhật Bản, Liên danh VJC. Dự án đề xuất quy mô đường đôi khoảng 1.435mm chỉ chạy riêng tàu khách, tốc độ thiết kế 350km/h, chiều dài tuyến là 1.570km với 27 ga và 5 depot. Dự án dự kiến có điểm đầu từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi, Thanh Trì, điểm cuối là ga Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, chạy qua 20 tỉnh thành. Tổng mức đầu tư dự kiến trên 58 tỷ USD bằng nguồn vốn ngân sách. Theo các chuyên gia đường sắt tính toán, nếu đường sắt tốc độ cao đi vào hoạt động với tốc độ trung bình khoảng 300km/h thì đi từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng 6 tiếng, tính cả giờ dừng đỗ ở các ga, quãng đường 1.540km từ Hà Nội vào Vinh, Nghệ An mất hơn 1 tiếng. Do vậy, thay vì lựa chọn đi máy bay và đường bộ thì người dân có thể lựa chọn đi tàu tốc độ cao, có thể ăn sáng ở Hà Nội và ăn trưa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đến nay, trải qua hơn một thập kỷ, kể từ khi dự án được manh nha, đến nay với nhiều diễn biến, nhiều cuộc hội thảo, tranh luận trái chiều giữa các chuyên gia vẫn chưa đến hồi kết. Những động thái mới về dự án. Một động thái mới về dự án này và được xem là bước đột phá khi Bộ Chính trị khóa 10 đã đưa ra kết luận liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam ngày 8 tháng 2. Cụ thể, Bộ Chính trị nhấn mạnh việc phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chưa được quan tâm đúng mức, hạ tầng đường sắt quốc gia lạc hậu, xuống cấp, nguồn lực đầu tư cho phát triển đường sắt chưa đáp ứng yêu cầu, thị phần, sản lượng vận tải đường sắt ngày càng giảm sút nghiêm trọng, quy hoạch liên quan đến phát triển đường sắt thiếu tính kết nối, đồng bộ. Ngoài ra, cơ chế chính sách ưu đãi phát triển đường sắt không triển khai được, tiến độ thực hiện đầu tư các dự án đường sắt đô thị chậm, bị đội vốn, tổng mức đầu tư tăng cao. Bộ Chính trị cũng chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, bất cập nêu trên chủ yếu là do nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phương thức vận tải đường sắt chưa đầy đủ, chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, chưa ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho phát triển đường sắt, huy động nguồn lực ngoài ngân sách rất hạn chế, quy định pháp luật về giao thông vận tải đường sắt chậm đổi mới, chưa đồng bộ, thiếu cơ chế, chính sách đột phá. Từ nhận định trên, Bộ Chính trị đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, khởi công các đoạn ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030 Hà Nội, Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Hoàn thành toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trước năm 2045, tuyến đường sắt khu đầu mối Hà Nội, khu đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt kết nối với các đầu mối vận tải có lưu lượng lớn, cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế, các tỉnh Tây Nguyên, tuyến đường sắt ven biển, đường sắt xuyên Á. Hoàn chỉnh đề án trình Bộ Chính trị cuối năm nay. Mới đây, trong văn bản vừa gửi đến Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải xin được đặt lịch báo cáo Bộ Chính trị đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào cuối năm nay. Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ năm 2005, ngành giao thông triển khai nhiều nghiên cứu xem xét đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trong đó, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi lần đầu của dự án được Hội đồng Thẩm định Nhà nước thông qua năm 2009, Bộ Chính trị tán thành về chủ trương đầu tư, tuy nhiên chưa được Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 5 năm 2010. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương và Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải rà soát các nghiên cứu trước đây, cập nhật bổ sung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Song song đó, Bộ tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, người dân, nhà khoa học và các bộ, ngành đã làm việc, thống nhất bằng văn bản với 20 địa phương có dự án đi qua. Sau khi tiếp thu ý kiến, Bộ Giao thông Vận tải hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình Thủ tướng, để thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước tiến hành thẩm định dự án. Trong quá trình này, Ban Cán sự Đảng, Chính phủ có kết luận thống nhất trình Bộ Chính trị cho định hướng phát triển đường sắt theo hướng hiện đại. Kịch bản đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là đường đôi khổ 1.435mm để vận chuyển hành khách và hàng hóa. Tốc độ thiết kế khoảng 200-250km/h, tốc độ khai thác khoảng 200km/h thay vì làm mới một tuyến đường sắt chỉ chở khách với vận tốc 350km/h như Bộ Giao thông Vận tải đề xuất. Bộ Giao thông Vận tải cũng nhìn nhận, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ phức tạp,
nguồn lực đầu tư đặc biệt lớn. Đây là dự án chưa có tiền lệ, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam nên cần lựa chọn phương thức và nguồn vốn đầu tư, yếu tố kỹ thuật, mô hình khai thác hợp lý. Để có đầy đủ cơ sở khoa học, khách quan, cập nhật cho báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức đoàn công tác đi học hỏi kinh nghiệm tại một số quốc gia có hệ thống đường sắt tốc độ cao phát triển như châu Âu, Trung Quốc. Sắp trình đề án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến cuối năm nay sẽ trình cấp thẩm quyền xem xét thông qua đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào năm 2025. Bộ Giao thông Vận tải đang gửi các bộ ngành lấy ý kiến dự thảo báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách về đầu tư đường sắt năm nay. Liên quan tới dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho hay, theo quy hoạch, từ nay tới năm 2030 sẽ triển khai đầu tư xây dựng hai đoạn ưu tiên của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, gồm đoạn Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành toàn tuyến vào năm 2050. Về tiến độ chuẩn bị đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ triển khai lập đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua, dự kiến trong năm 2023, phấn đấu trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2025. Đây là dự án có tính chất phức tạp, quy mô rất lớn cả về vốn đầu tư tới kỹ thuật, lần đầu triển khai tại Việt Nam. Dự án có tác động sâu rộng và lâu dài đến phát triển kinh tế, xã hội. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức đoàn công tác liên ngành đi nghiên cứu kinh nghiệm tại 4 nước có hệ thống đường sắt tốc độ cao phát triển, gồm Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Đức. Kinh nghiệm từ chuyến đi sẽ cập nhật, bổ sung hoàn thiện đề án báo cáo Chính phủ xem xét trình Bộ Chính trị. Trong các quốc gia trên, Trung Quốc có mạng lưới đường sắt tốc độ cao lớn nhất thế giới, Tây Ban Nha có mạng lưới đường sắt lớn nhất châu Âu và đứng thứ hai thế giới. Đây là hai nước nhận chuyển giao công nghệ, trong khi Nhật Bản và Đức là hai nước làm chủ công nghệ về đường sắt tốc độ cao. Để triển khai được dự án trên, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng cần ưu tiên hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư, vận hành khai thác đường sắt tốc độ cao, bổ sung cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, kinh doanh vận tải đường sắt, dịch vụ hỗ trợ vận tải, xây dựng cơ chế khai thác quỹ đất, nhất là tại các ga đường sắt để huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần hoàn thiện cơ chế giao, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt, tiếp tục thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Với đặc thù phát triển đường sắt đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, dài hạn, Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, ưu tiên dành nguồn lực đầu tư riêng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, huy động nguồn lực của các địa phương để tham gia đầu tư dự án. Cuối năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam với hai phương án chính được tập trung nghiên cứu. Phương án 1, xây dựng đường sắt Bắc Nam với đường đôi, khổ ray 1.435mm, chiều dài 1.545km, tốc độ khai thác 320km/h, chỉ chạy tàu khách, kết hợp cải tạo đường sắt hiện hữu để chuyên chở hàng. Tổng mức đầu tư dự kiến cho phương án này khoảng 58,71 tỷ USD. Phương án 2, xây dựng tuyến đường sắt Bắc Nam mới, đường đôi, khổ ray 1.435mm, kết hợp khai thác cả tàu chở khách và chở hàng, tốc độ khai thác tàu khách tối đa 180km/h, chạy tàu hàng tối đa 120km/h, tổng mức đầu tư dự án theo phương án này khoảng 64,9 tỷ USD. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, video tới đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha, like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ Việt Nam Thức Giấc nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!